Thưa quý vị, bước vào mùa mưa bão trong tầm thế phải phòng chống COVID-19, người dân Đà Nẵng lại thêm phần lo lắng về sinh hoạt đời sống hàng ngày, nhất là với những hộ dân vẫn còn nằm trong các khu vực phong tỏa cứng. Vì vậy, những ngày qua, các cấp ngành địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục triển khai công tác cung ứng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con đang cách ly y tế. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Phường Hòa Xuân hiện có 3 điểm phong tỏa cứng tại khu chung cư A2, đường Cẩm Chánh 1 và đường Võ Quảng. Do mưa lớn những ngày qua nên công tác cung ứng nhu yếu phẩm hàng ngày cho bà con trong các khu vực này gặp nhiều khó khăn. Khi lực lượng cơ sở mỏng, các hộ phong tỏa lại nhiều. Vì vậy, Ủy ban dân và Ủy ban Mặt trận phường đã vận động hàng trăm bao gạo cùng mì tôm và rau củ quả các loại để xuống hỗ trợ trực tiếp tại các điểm này, đảm bảo cho người dân yên tâm vừa chống dịch vừa chống bão. Trong cái tổ mình hiện rộng ở đây là có hơi trục đường bị thì nhu yếu phẩm thì có trên phường thì có xuống một số lụa hoa quả rồi, lương thực thực phẩm thì hôm nay thì mới thấy đây, là vì cái con này là mới đáng đây. Trong cái mưa bão thì cái công tác về cung ứng thực phẩm thì nó khó khăn hơn. Tuy nhiên trước tình hình đó thì Ủy ban phường đã có cái chủ động đối với các khu cách ly thì chúng tôi cũng đã có cái chuẩn bị các cái lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài những cái chính sách hỗ trợ của thành phố, chúng tôi đã có chủ động để cái cung cấp kịp thời như mì tôm, gạo, mắm muối, các cái nhu yếu phẩm khác cho bà con, đặc biệt trong cái khu mà thực hiện phong tỏa cách ly cứng. Cùng với đó, để giữ vững vùng xanh và xanh hóa vùng đỏ, phường Hòa Xuân tiếp tục tổ chức lực lượng cắm chốt tại các khu vực phong tỏa và ứng trực xung quanh nhằm kiểm soát chặt dịch bệnh, đồng thời hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có các tình huống phát sinh. Với cái ba khu cách ly đó thì chúng tôi đã có tổ chức cái sử dụng lực lượng ở công an phường, dân quân kết hợp với bảo vệ dân phố và cái lực lượng chỉ huy phòng chống dịch ở khu dân cư tập trung cho cái công tác bảo vệ, giám sát và hỗ trợ cho bà con trong cái khu cách ly để sẵn sàng cái không cho bà con là giám sát cái việc là ra ngoài ai ở đâu ở yên đấy, và thực hiện cái công tác là hỗ trợ cho bà con về cái công tác y tế, về hậu cần và các mộ mạc về đời sống xã hội đối với các khu cách ly. Mùa mưa bão còn kéo dài, trong khi đó diễn biến dịch bệnh trên địa bàn phường Hòa Xuân vẫn còn phức tạp. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền địa phương và các lực lượng cơ sở, người dân Hòa Xuân vẫn nêu cao trách nhiệm và quyết tâm phòng chống dịch, góp phần chung tay cùng thành phố đẩy lùi đại dịch, sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới.